Và chúng mình ra Santa Fe với cái lồng bè bị sệ và rủ xuống nha anh em nhá. Đây nhưng mà anh em thấy thì khi mà anh em có thể thấy là trong thời gian là anh có chủ đã có trang bị một cái đỡ để cái lồng bè này đỡ sập xuống này. Đấy anh em nhìn thấy không ạ? Đây chính là cái này này. Nhưng mà cái nguyên nhân anh em hầu như là hạn chế để làm những cái này. Vì anh em thấy không, để ý này, cái này là bằng sắt và cái mũi cái này là những cái mũi hàn. Thì anh em để ý là lâu những cái mũi hàn này có thể nó sẽ bung ra. Và nếu như bung ra thì cái này nó sẽ quẹt cái chọc thẳng vào cái lỗ của anh em này. Đấy. Và cái mũi hàn này đi lâu thời gian này có thể nó sẽ bung ra. Đấy. Thì đây anh em nhìn thấy không ạ? Đây sau khi nó bung nếu mà bung ra thì anh em có thể nhìn thấy, có một là có thể nó sẽ chọc cũng này, lốp này sẽ gây nguy hiểm khi mà đi chở trên đường. Và hai, thứ hai là khi mà anh em để như này thì cũng rất là mất thẩm mỹ. Đấy, anh em mà có nhu cầu những cái dòng xe mà đang có lồng bè nỉ này nhá, mà có tình trạng tập thể thì hãy đến với Akala Thái Nguyên để bên em xử lý cho các bác. Sau khi xử lý xong cái tình trạng tập thể sẽ bị mất hoàn toàn và anh em có thể nó sẽ rút lại nguyên form cho anh em. Và anh em không phải trang bị những cái đỡ này nữa, rất là mất thẩm mỹ và có thể ảnh hưởng đến cái lúc di chuyển của mình, chẳng hạn như nó gãy xuống trong vào lốp này hoặc là cùng văng vào lên cái khu lốp này, rất là mất an toàn. Đấy, anh em nhu cầu của lồng bè thì hãy đến với Akala Thái Nguyên nhé.